Hello các bạn, hôm nay thì mình chuẩn bị về quê nhé. Hiện giờ thì mình sẽ về quê với ông bà của mình. Thì nếu mà mình về quê rồi thì mình sẽ review cho các bạn coi đường quê của mình đẹp thế nào nhé. Các bạn, nào ông mình hôm nay là sẽ cho các bạn cái cách mà mình mà nuôi ốc bu nè các bạn. Hôm nay bước đầu tiên là thả rong nha. Rong bèo. Giữa đường thấy mấy cái đống rong nào mà dễ lấy thì vớt rong về rồi bỏ vô chỗ ốc nè các bạn. Nè, đó, trứng nè, trứng ốc nè, thấy không, đỏ tươi luôn. Nó ông mình giữa đường mới há miếng trước đây nè. Ông mình chuẩn bị há ốc con đó, đó ốc con một đống luôn, thấy gà đã không, em múc lớn lên còn thịt ăn ngon. Dạ, trứng ốc thì nó có màu đỏ nè ngoại. À, đây là bà ngoại mình nè, ngoại mình nè. Đó, thấy không? Ở đây là nguyên cái vườn cây của mình luôn nha. Đó. Cây nào cây nấy xanh lè đó, không? Nó đẻ rồi lục bình kìa. Đúng rồi, nó. Nó lên lục bình đẻ rồi đó. Nó lên đó nè. Nó có dài quả trứng rồi có rồi nha các bạn. Đây, từ nãy giờ thì mình leo quay thì mình mới phát hiện ra một sinh vật rất là kỳ lạ. Nếu các bạn biết con này ngon gì thì các bạn comment cho mình biết nha. Mỗi ngày thì chợ đầu mối nông sản thực phẩm của xương có con gì đây? Khoảng 3.200 tấn nông sản. Một con hổ lớn nha. Với khoảng 10.000 người đến. Nó giống như là một con thằng lằn lai với con lai với con chó trống. Hay là đi đều phải được kiểm. Mình không biết bộ xương có con gì nha. Tài xế cũng phải thực hiện. Nếu các bạn biết á thì các bạn comment bên dưới cho mình nha. Đó các bạn, nó thấy không? Thì bây giờ mình đang lội nước nha. Mình đi bắt vài con cá mà từ nãy giờ chưa bắt được con nào hết. Nè các bạn, giờ thì mình đã review hết cả cái quê của mình rồi. Cây có thì ở đây nhiều lắm nha các bạn. Nó nhiều dữ lắm. Giờ thì mình tạm biệt các bạn nha. Màn hình hơi tối quá.